Vâng, xin chào bà con. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ cái vấn đề là khi cái trái sầu riêng chúng ta đã gần 70 ngày bà con, thì trái bắt đầu chúng ta sẽ gãi phân mình cho nó vô cơm từ từ nha. Thì cái giấy sáo đây thì đã hơn 70 ngày rồi ha. Thì bà con thấy cái trái hiện tại gây rất là xanh ha, và cái mẫu trái thì rất là chọn điều ha bà con. Thì trung bình thì hiện tại ở đây thì bắt đầu ở cái trước đã đây cũng cỡ 16 rồi bà con, và hiện tại ở đây là khoảng đi khoảng hơn 3 ngày là đã đi được một cỡ là 12, 12, 17 nha bà con, để cho cái trái sầu riêng nó vô cơm từ từ nha. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cái vấn đề là vô cơm mà con sẽ đi những loại phân gì ha. Để vô cơm tốt ngon thì bà con sẽ chia làm hai cái vấn đề. Thứ nhất là bà con muốn vô cơm chậm hay là mau ha bà con. Thì thông thường thì những cái nhà vườn mà ở những video trước thì sẽ phim bà con là đi ba những nhà vườn mới chưa kinh nghiệm thì nên đi ba số ha. Nhưng mà ở thời điểm mà gần vô cơm này thì lại ngược lại, đối với những tơ mà chưa kinh nghiệm thì nên đi những dòng nào NPK kali cao như là 12, 12, 17 nha bà con. Nếu như bà con không có 12, 17 thì bà con có thể sử dụng là 12, 11, 8 ha. Thì 12, 12, 17 ở đây là ưu tiên bà con sử dụng là con cò nha bà con. Vì nó chất lượng, tại vì những loại này thì mình đã cho sử dụng nhiều mùa rồi. Thì bà con muốn để ở đây thì bà con lưu ý một điều thì bà con xác định gãi phân gì thì bà con nên coi là bà con muốn vô cơm mau hay chậm em con. Thì những nhà vườn mà có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ chọn là đi ba số. Thứ nhất là bà con có thể sử dụng là gì, ba số 15 nè, ba số 16, ba số 17. Thì ba loại này thì bật trên màn hình bà con xem thì đều là cây ly trắng và công nghệ thấp cao hết bà con, cho nên bà con khi mà gãi sử dụng thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái muối chúng ta, không gây cháy muối và làm sượng muối chúng ta hết bà con, và nó làm vô cơm từ từ. Thì những nhà vườn mà có nghĩa mà thì thích đi ba số để cái trái sầu riêng chúng ta nó đi vô cơm từ từ nha. Và cái màu nó cũng vừa vàng tới cũng khá là đẹp hả bà con, và nó ít bị vừa cọc hơn. Thì còn một số nhà vườn thì nãy xa nói với bà con là nên phiên là đi những dòng nào bên da cali cao. Thì bà con cũng biết thì tại vì bà con ở những năm đầu bà con chưa có kinh nghiệm, cho nên là nếu như đi những dòng nào bên da cali cao này thì nó sẽ giúp vô cơm nó mau hơn hả bà con. Và cơm nó gạt màu vàng rất là đẹp ha, nhưng mà có vấn đề thì nó vô cơm vô mau thì cái trái mình nó sẽ hơi vừa cọc chút xíu hả bà con, nhưng mà cái vô cơm thì nó rất là chất lượng nha. Tại vì bà con để ý một điều mà bà con để chưa có nghĩa mà đi ba số chẳng chưa có xác định được cái ngày chúng ta từ cái ngày chúng ta cái phân đến khi cắt cái lên cơm là thời điểm nào thì cái muối chúng ta nó không có được được vàng, chưa lên cơm đều thì lái nó sẽ chê nha bà con. Nên phiên những nhà vườn nào mà chưa có nghiệm thì nên đi những dòng nào NPK kali cao ha bà con. Và bà con lưu ý một điều thì đối với những cây sầu riêng chúng ta muốn lên cơm mau đặc biệt thì ngoài giờ chúng ta ra sử dụng những cái dòng nào NPK kali cao hay là ba số thì bà con nên để ý thêm vấn đề là cái dàn lá nha bà con. Thì cái vấn đề dàn lá này cũng rất là quan trọng nha. Nếu cái dàn lá chúng ta nó chưa được già lụa mau thì cắt thì cơm chúng ta nó sẽ bị trắng nha bà con. Thì đối với những nào mà ở điểm gần cắt này khoảng hơn 70 ngày mà cái đợt chúng ta còn chưa lụa thì chúng ta nên phun một số loại thuốc như Combi Envin hoặc là MKB để cho lụa cái lá lại nha bà con. Cái cơm trái sầu riêng chúng ta nó lên cơm được đẹp ha, nó màu vàng đẹp ha bà con. Thì có một số bà con thì muốn chia sẻ thêm vấn đề như thế này. Thì nếu bà con muốn lên cơm mau nữa thì bây giờ thì ngoài chúng ta bón phân ra thì chúng ta có thể kết hợp phun thêm lên trên ha bà con. Thì có một số bà con là sợ tới ngày gần cái ngày cắt là cái cơm chúng ta nó sẽ không có được lên màu đẹp, thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm là Calibo con cò này ha, hoặc là sản phẩm 7544. Thì hai cái sản phẩm này thì đối với ri thì khoảng hơn 70 ngày thì chúng ta có thể phun được các bà con, còn đối với thái thì khoảng 90 ngày chúng ta phun nha. Thì chúng ta phun cái Calibo này hoặc là 7544 thì mình đã cho sử dụng rất là nhiều các bà con. Thì đối với những vườn lâu năm thì thấy cái Calibo này rất là quen nha, tại có thể sử dụng ở cái đoạn là sau khi đậu trái khoảng 15 ngày giúp tăng độ trái hoặc là định hình trái cũng khá là tốt các bà con. Nhờ một số bà con dùng để chặn đọt, nhưng mà ở miền Tây mình thì dùng ở cái đoạn trái nhiều hơn hay là chặn đọt các bà con. Thì hai cái sản phẩm này khi bà con phun ở lên giai đoạn lên cơm thì nó sẽ không có gây sượng muối nha bà con, hay là cháy muối gì hết, mà sẽ làm cơm hai trái sầu riêng chúng ta được đẹp ha. Thì trung bình một ký này Calibo này thì mình sẽ cho ở cái vực này 100 gốc, thì một ký này mình sẽ cho phun 2 cử ha bà con, và cái 7544 là cũng như thế. Thì hai cái sản phẩm này bà con có thể kết hợp với sau rầy hoặc là thêm canxi vẫn được ha. Tại vì cái đoạn cuối này chúng ta cũng có thể bổ sung thêm ít canxi để nó cứng gai chúng ta hơn nha, và hạn chế đứt gai cũng là tốt, và nó hạn chế rụng trái trái nha bà con. Thì bà con biết điều thì ở cái đoạn này
Khi chúng ta phun lên cơm hoặc là gãi phân để cho nó lên cơm đẹp á, thì chúng ta cần thêm một cái bệnh phòng ngừa đó gì, đó là vấn đề thuốc trái nha bà con. Thì cái vấn đề thuốc trái này á, thì lúc nào cũng một số vườn khi mà hướng dẫn kỹ thuật các bà con, thì mình sẽ điều cho sử dụng là gì, bón canxi. Bón canxi để thứ nhất á, là nó giảm nước rai nè, tăng giảm rụng trái, làm cái trái chúng ta được chắc cuốn hơn nha bà con. Thì một vấn đề nữa, khi mà cái chúng ta bón canxi á, thì nó hạn chế cái bệnh thối trái rất là tốt các bà con. Khi mà chúng ta có rải bón phân thì chúng ta có thể kết hợp canxi rải nha, và chúng ta có thể kết hợp phòng bệnh ở trên. Thì phòng bệnh ở trên thì bà con có thể dùng nhiều loại thuốc để mà phun lên cái trái chúng ta ha, để kết hợp nặng nó ngăn ngừa cái sự bệnh thối trái sầu riêng nha bà con. Thì bệnh ở đây bà con có thể phun một số loại thuốc bệnh như là Mantaxy nè, iPhos nha bà con, hoặc là Cochihead của công ty Ba Cỏ nha, để phun ngoài cái phun lên cái trái để nó hạn chế cái tình trạng là thối trái thối gai sầu riêng nha bà con. Thì tại sao, thì đó là lý do tại sao là khi mà con là nên bón canxi, nhớ những cử đầu tiên là thúc giai đoạn thúc giữa bà con, để nó ngăn ngừa cái tình trạng là gì, thối trái bể ra sau này ha. Và kết hợp thêm, nếu sau này chúng ta phun cái những loại thuốc bệnh đó, thì nó không ngăn ngừa cái mình tình trạng thối trái rất là tốt nha bà con. Rồi, thì hôm video đây, hẹn bà con những video sau nha bà con.